Tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023. Năm 2023, hoạt động Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Phật giáo thành phố Cần Thơ hiện có 153 cơ sở tự viện và 15 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trong năm, thực hiện công tác từ thiện xã hội đồng hành cùng hộ nghèo khó khăn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, đóng góp hoạt động an sinh xã hội, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, vân vân, với tổng kinh phí trên 31 tỷ 300 triệu đồng. Dịp này, ban tổ chức trao quyết định thành lập, bổ nhiệm, chuyển đổi danh xưng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cho các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố. Ban trị sự cũng ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025.